Mình được Tử Vi Mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ và sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022. Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 2 tháng 2 năm nhâm dần. Ngày này là ngày Bính Thìn, tháng Quý Mão, năm nhâm dần và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mạch, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỷ, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang, giờ kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên lao, giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc nguyên vũ, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc câu trận, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ vai ngũ hành ngũ hành niên mệnh sa trung thổ ngày bính thìn tức can sinh chi nghĩa là họa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát vai nạp âm sa trung thổ kỵ tuổi canh tuất nhâm tuất ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy đặc biệt là tuổi bính ngọa nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày thìn lục hợp với dậu tam hợp với tý và thân thành thủy cục xung với tuất hình thìn, hình mùi, hại máu, phá xỉu và tuyệt tốt. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi mậu tốt, nhâm tốt, nhâm ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi tân dậu, đinh dậu, đinh mão. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có sao tốt như sao u tinh tốt mọi việc, Sao sáu trong ngày gồm có sao thủ tử, sáu mọi việc, sao nguyệt hỏa, sáu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp, sao phụ đầu giáp, kỵ về khởi công, động thổ, sao tam tang, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao độc hỏa, sáu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: hỷ thần hướng tây nam, tài thần hướng chính đông và sau đây mà các bạn đoán xem từ vị trí tít 12 con giáp thứ sáu ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022 mà các bạn theo dõi nội dung chi tiết để đoán lành lánh giữ nhé. Tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi tý đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tý thìn phù trợ điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay có được nhiều cơ hội gặp gỡ quý nhân đi tới đâu cũng có người giúp đỡ hết mình gặp chuyện gì khó khăn lập tức có người ra tay hỗ trợ không cần phải quá bôn ba vất vả với bà tuổi Tý, việc khéo liếu xây dựng các mối quan hệ xã giao cũng là lợi thế rất lớn giúp cho bạn thành công hơn trong công việc nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Tý đang gặp được ngày của chính ấn trở mệnh, cái điều này sẽ đảm bảo cho bạn mọi chuyện tín băng băng về phía trước với những khúc mắc và trở ngại làm khó bạn trước đó đều được giải quyết một cách triệt để đảm bảo cho bạn có được những gì mong muốn chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra. Và trong ngày thứ sáu này với ma tuổi tí ấy, cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp chia chở. Cái điều này sẽ giúp cho con đường tình duyên của bạn càng ngày càng trở nên tươi sáng, đào hoa nở rộ. Đôi lứa càng ngày càng yêu thương mặn nồng, dù có những khó khăn ngăn trở nhưng cũng không thể ngăn cản được hai trái tim hướng về nhau. Và nếu như bạn đang quản độc thân, bạn đừng có ngại ngần tham gia các buổi tiệc tùng, xã giao để tăng cơ hội gặp gỡ nhiều người hơn, gia tăng mối quan hệ cho mình nữa nhé vài câu quý cho bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có được nhiều cơ hội gặp gỡ quý nhân đi tới đâu cũng được giúp đỡ tới đó. Từ vì tuổi bính tý thuộc mệnh thủy gặp chuyện gì khó khăn là lập tức có người ra tay hỗ trợ cho bạn. Từ vì tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa biết cách tạo lợi thế cho bằng bằng cách khéo léo xây dựng các mối quan hệ xã giao. Từ vì tuổi canh tý thuộc mệnh thổ khúc mắc và trở ngại trước đó đều được giải quyết triệt để. Từ vì tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc có đường tình duyên ngày càng tươi sáng, đào hoa nở rộ và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 36 số 78 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu xanh da trời quý nhân phụ trợ tuổi Sửu tuổi Thân tuổi Thìn Từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bà tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành thìn tuất Sửu mùi tứ hình xung, cái điều này có thể gây ra không ít rắc rối cho bà tuổi Sửu trong ngày hôm nay. Với bà tuổi xỉu, bạn cần phải lưu ý nhiều hơn tới các mối quan hệ trong chuyện làm ăn, buôn bán để tránh bị kẻ xấu niếm đá giấu tay. Và ngày này với bà tuổi xỉu cũng cần phải để tâm hơn vào mọi việc mình làm để tránh xảy ra những sai sót không đáng có nữa. Và trong ngày thứ sáu này với bà tuổi xỉu lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo sẽ có những mối hiểm họa về tài chính khi mà bạn mệnh có nhiều nguy cơ mất tiền hao của do tin lầm người. Vận tài lộc của bạn trong ngày hôm nay sẽ khó lòng thành công với những dự án về đầu tư tài chính. Cho nên, bạn đừng quá vội vàng trong việc quyết định các khoản về đầu tư. Bên cạnh đó, với bà tuổi Sửu đang tỏa ra kiêu ngạo, không chịu nhún nhường người khác. Cho nên, cũng không nhờ cậy ai giúp đỡ được vào lúc này sự thiếu thốn về tiền bạc lại càng nhiều hơn với bạn nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này có thể ảnh hưởng không nụa tới vấn đề sức khỏe của bạn. Với bạn tuổi Sửu, bạn dễ đau ốm và mệt mỏi và để đảm bảo cho công việc và tài lộc của bạn không gặp trở ngại thì khỏe mạnh chính là điều cần thiết nên cần được nghỉ ngơi và sinh hoạt điều độ để có được hiệu quả công việc tốt nhất bạn tuổi Sửu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim cần phải lưu tâm nhiều hơn tới các mối quan hệ làm ăn để tránh bị lừa gạt. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy làm việc gì cũng phải chú tâm để tránh sai sót. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa tiền bạc rỗng rỉnh, thoải mái trong việc chi tiêu. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ có thu nhập ổn định, bền vững, không phải lo lắng về tài chính quá nhiều. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc cần phải nghỉ ngơi hợp lý và sinh hoạt điều độ để đảm bảo cho công việc của mình được trôi chảy. Về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 73, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ, tuổi dậu. từ vi tuổi dần thứ sáu ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ cái điều này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho quân đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay đối với các cặp đôi có thể sẽ đi đến những quyết định lớn lao khi thấy tình cảm đã chín mùi và cả hai đều muốn gắn bó với nhau nhiều hơn nữa rồi và với bạn tuổi dần, trong ngày này, trong công việc, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn, chớ nên cố chấp, khăng khăng làm theo ý của mình, mà không chịu hợp tác, lắng nghe lời khuyên, sự góp ý của người khác. Sự cứng đầu của bạn có thể khiến cho những nỗ lực bấy lâu của bạn đổ xuống sông, xuống bể. Vì vậy, với bạn tuổi dần, cần phải có tinh thần làm việc nhóm, không thể cứ ích kỷ, cứng đầu như vậy được. Với bà tuổi dần, bạn hãy biết đón nhận những ý kiến trái chiều, đó là cách để cho bạn tham chiếu xem kế hoạch dự định của mình có sai sót ở chỗ nào, cần phải sửa đổi không. Người chỉ thích nghe những lời bùi tai, những lời khiên ngợi thì rất có thể sẽ khó mà chạm tay tới thành công được. Về câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, con đường tình duyên thuận lợi, vượng sắc tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa các cặp đôi có thể sẽ đi đến những quyết định lớn lao tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ trở nên cứng đầu cố chấp khang khang làm theo ý của mình tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc sự cứng đầu có thể khiến cho những nỗ lực bấy lâu của bạn đổ xuống sông xuống bể tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim hãy biết đón nhận những ý kiến trái chiều để hoàn thiện bản thân mình hơn nữa Vậy đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 89, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi ngọa, tuổi mão, tuổi tốt. Từ vi tuổi Mão thứ sáu ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương hại cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Mão trải qua một ngày khá vất vả khi bao nhiêu rắc rối đổ ập xuống đầu khiến cho bạn đỡ tay không kịp lại thêm trong ngày đang có tiểu nhân rình rập với những lúc bạn không chú ý rất dễ bị gây hại quấy nhiễu, tranh công đoạt lợi. Và ngày này, với ba tuổi mạo cần phải bình tĩnh để suy xét vấn đề trước khi đưa ra kết luận nữa nhá Và ngày này với ba tuổi mão lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho quân đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay đang có điểm báo hao tài tốn lộc. Trong ngày này, không thích hợp để cho bạn tiến hành về đầu tư, bạn nên thủ tài thì hơn, chờ cơ hội về sau hơn là mù quáng niếm tiền qua cửa sổ. Nếu cứ cố chấp tiến hành vào lúc này thì lợi không thấy đâu, chỉ thấy tốn tiêm tiền của mình mà thôi nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi mão đã gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm vợ chồng của bạn cũng đang có dấu hiệu nguội lạnh dần đi. Chiến tranh lại kéo dài, nhưng chẳng ai muốn hòa giải, mà kệ mọi chuyện đi tới đâu thì đến. Thời gian không thể hàn gắn tình cảm, nếu như hai bạn đều không chủ động, muốn nối lại. Bạn đừng có để thua, tới lúc hạnh phúc không thể níu kéo, lúc đó hối hận cũng đã muộn mất rồi bạn tuổi mạo nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy rắc rối đổ ập xuống đầu trở tay không kịp từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa tiểu nhan rình rập để quấy nhiễu gây hại tranh công đoạt lợi từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ cần phải bình tĩnh suy xét vấn đề trước khi đưa ra kết luận từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc con đường tài lộc của bạn có dấu hiệu Hào tổn trở nên đầu tư mù quáng từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tình cảm vợ chồng nhạt phai do chín tranh lạnh kéo dài và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 27 số 63 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu xanh rêu màu xanh lá cây quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tốt tuổi hợi Từ vi tuổi thìn thứ 6, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành thìn thìn tự hình. Cái điều này cảnh báo cho bạn sẽ có những rắc rối trong công việc mà với bạn tuổi thìn có thể phải đối mặt trong ngày hôm nay. Thái độ làm việc chạy mãng, đùn đẩy trách nhiệm bất cứ khi nào có thể của bạn đang gây ra rất nhiều nguy cơ mà bạn không thể nào lường trước được nhé. Hơn nữa, trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn, bạn thường xuyên đặt mình vào vị trí trung tâm và cho rằng những điều mình suy nghĩ là đúng đắn mà không chịu lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người. Và nếu như bạn cứ tự cao, tự đắc, tự phụ như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ trượt chân khỏi vị trí hiện tại của mình mà thôi nhé bù lại trong vận trình ngày thứ sáu này với bà Thủ thìn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn đang có được báo hiệu con đường tài lộc được ổn định các nguồn thu đều đều đảm bảo cho bạn theo đúng như dự tính của bản mệnh có thêm nhiều lựa chọn trong cuộc sống của mình giúp cho bạn có được cảm giác thoải mái và an tâm khi có tiền bạc ở trong tay vài câu quyết cho bạn Thủ thìn trong ngày thứ sáu này từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa phải đối mặt với không ít những rắc rối trong công việc. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ thái độ làm việc chạy mãng, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc chớ nên đặt mình vào vị trí trung tâm và khăng khăng làm theo ý của mình. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có thể đánh mất tất cả vì thái độ tự cao tự đại của mình. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, con đường tài lộc ổn định, các nguồn thu nhập đều đều rồi nhé. Và đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 41, số 92, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi Tỵ đang gặp được ngày có thực thần chia chở cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên hanh thông thuận lợi hơn và trong ngày này đối với những bạn kinh doanh buôn bán làm nghề tự do làm công việc tiếp thị khách hàng được các thần này phù trợ cho nên nhận được nhiều hợp đồng tốt vốn liếng thu hồi lại nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng nữa và ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương, bạn luôn làm việc chăm chỉ, nhờ thế mà thành quả mà bạn đạt được là trái ngọt xứng đáng cho bạn. Với bạn tuổi tỵ bạn không nề hà khó khăn, luôn kiên định với mục tiêu và kiếm được một khoản tiền lớn bằng chính sự nỗ lực của mình nữa nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn thủ Tỵ trong ngày thứ sáu này, bạn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này sẽ cổ vũ cho bạn có được sự dũng cảm, bày tỏ tình cảm với người mà mình yêu thương. Quý nhân mang tới cho bạn có được nhân duyên tốt lành. Và nếu như bạn đã có người tâm đầu ý hợp với mình rồi, thì thì chớ nên chần chừ mà hãy ngỏ lời cho người ấy biết để đôi lứa sớm ngày chung đôi một lối nữa nhé vài câu quyết cho bà tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa đối với những bạn kinh doanh buôn bán có được nhiều hợp đồng tốt tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ vốn liếng thu hồi nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng tử vi tuổi kỷ tỵ thì thuộc mệnh mộc nhận được thành quả ngọt ngào nhờ sự chăm chỉ làm việc tử vi tuổi tan tị thuộc mệnh kim kiếm được một khoản tiền lớn bằng chính sức nỗ lực của mình tử vi tuổi quý tị thuộc mệnh thủy nên dũng cảm bày tỏ tình cảm với người mà mình yêu thương và đánh giá của bạn tuổi tị trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao quân số may mắn số 26 số 75 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu tím quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Ngọ tuổi Dậu Từ Vi tuổi Ngọ thứ 6 ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp ngày của thương quan chiếu mệnh, cái điều này sẽ cản trở vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được như ý muốn. Với bạn tuổi ngọa đang có cảm giác làm nhiều nhưng lại chẳng hưởng được là bao nhiêu. Có những việc ngay từ đầu bạn đã bỏ ra rất nhiều công sức, đặt rất nhiều tâm tư nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng ra làm sao cả. Và điều này khiến cho bạn tuổi ngọa không khỏi thất vọng nhưng trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh hay là một ai đó thì bạn cần phải xem xét lại cách làm việc của bản thân mình trước cái đã có thể với bản tướng họ đang tùy tiện làm thiếu cảm hứng, bất tuân theo quy tắc, cho nên kết quả không được như mong đợi là điều dễ hiểu mà thôi. May mắn là trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn Tứ Ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy chuyện tình cảm của bạn đang có được đào hoa trợ mệnh. Đối với những bạn đã có đôi có cặp á, thì tình cảm ngày càng thám thiết không rời. Với những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải, bạn mệnh và người ấy càng ngày càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, không còn khoảng cách giữa hai người như trước nữa nhé vài câu quyết cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim làm nhiều như hưởng chẳng được là bao nhiêu tử vi tuổi bính ngọa thuộc mệnh thủy thất vọng vì mọi việc không đạt được như mình mong muốn tử vi tuổi mậu ngọa thuộc mệnh hỏa nên xem xét lại cách làm việc của bản thân mình trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ trở nên tùy tiện làm theo cảm hứng bất tuân quy thắc tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc đối với những người đã có đôi có cặp được đào hoa trợ lực tình cảm đôi lứa ngày càng thêm nồng nàn, thăng hoa. Vậy đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 28, số 77, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi mùi thứ sáu ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mùi ạ cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi điều này làm cho bạn đang có điểm báo có những xui xỉu có thể đổ xuống đầu với bạn trong ngày hôm nay bất cứ lúc nào có đôi khi bạn mạnh quá thẳng thắn và thiếu đi sự nhún nhường khiến cho tiếp xúc với người khác dễ gây mất cả tình từ những lần tiếp xúc đầu tiên. Và với bà tuổi mùi, bạn cho rằng đó là cá tính của mình, nhưng trong mắt người khác bạn lại quá ngạo mạn và tự phụ, cứ thế vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc nào không hay đúng nhá. Bù lại, trong ngày này với ba tuổi mùi lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được những tin vui về tiền bạc, lộc lá. Tiền bạc trong nhà sinh sôi nảy nở, phần lớn là nhờ nguồn thu nhập chính của bạn đang thăng cấp trong khoảng thời gian này. Nhưng với ba tuổi mùi, đừng thấy mình đang dư dã mà thiêu pha phung phí. Bạn hãy dành một khoản để tiết kiệm cho các việc bất ngờ có thể phát sinh trong tương lai nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn trong ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn mệnh dễ bị các bệnh như là đau bụng, đau dạ dày hoặc là vấn đề về tiêu hóa khi mà bạn cứ mãi mê làm việc, bôn ba kiếm tiền, không sinh hoạt điều độ được đúng nhé vài câu quyết cho bà tuổi mùi trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim gặp những rắc rối vì sự thẳng thắn không cần thiết của mình tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy có thể vô tình đắc tội với tiểu nhân bởi thái độ ngạo mạn tự phụ tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa đón nhận nhiều tin vui về tài lộc tiền bạc trong nhà sinh sôi nảy nở, tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nên có khoản tiết kiệm cho tương lai của mình. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc gặp một số vấn đề về đường tiêu hóa do sinh hoạt không điều độ. Và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 33, số 67, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi mão, tuổi dậu. Từ vi tuổi thân thứ 6 ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn thủ thân cho chúng ta thấy là ngày này bạn đang có được báo hiệu có nhiều các thần vây quanh, quý nhân tam hợp trợ mệnh, dẫn đường chỉ lối cho bạn, giúp cho bạn mệnh có được nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã giao, cũng như là tiếp xúc với nhiều người có lợi cho công việc trong tương lai của mình nữa nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có thiên quan án ngữ. Cái điều này cảnh báo cho bạn có những nguy cơ đụng độ với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay mà không hề hay biết. Do đó, bạn cần phải cẩn trọng kéo lại bị kẻ xấu gây chuyện bảy mưu để bạn rơi vào bẫy của chúng rồi kiếm lợi lộc cho mình từ đó. Bạn đừng có tin người thái quá, hãy luôn giữ chút lòng cảnh giác để bảo vệ mình được an toàn nữa nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong ngày này, mối quan hệ tình cảm của bạn cũng đang tiến triển cố được sự hài hòa. Người trong gia đình đạt được những bước thăng hoa trong đời sống về tình cảm lứa đôi. Hai người đã cùng nhau vượt qua những thách thức trong cuộc sống, hôn nhân và biết trân trọng nhau nữa rồi vài câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, vận trình thuận lợi, nhận được nhiều các thần vây quanh. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, các mối quan hệ tình cảm tiến triển hài hòa. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, người đã có gia đình, đạt được những bức thăng hoa trong đời sống tình cảm. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, đề phòng tiểu nhân gây chuyện, bày mưu tính kế để kiếm lợi lộc từ bạn và đánh giá của bạn tuổi than trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 46 số 87 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát Tường màu trắng màu vàng kim quý nhân phù trợ tuổi tí tuổi Thìn tuổi Tỵ Từ vi tuổi Dậu thứ sáu ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Dậu ạ cho chúng ta thấy là bà tuổi Dậu đang gặp được ngày quân lục hợp trợ mệnh cái điều này sẽ giúp cho bạn trong ngày hôm nay các chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán ký kết hợp đồng diễn ra được thuận lợi với bạn tuổi Dậu, bạn là người nói lời giữ lời, nói được làm được, tạo dựng được uy tín ở trong lòng mọi người, cho nên không gặp mấy khó khăn để cho hai bên đạt được sự thống nhất, hợp tác tốt đẹp về lâu dài nữa. Lại thêm, trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày của chính quan trợ mệnh, cái điều này sẽ giúp cho bạn có được cơ hội thể hiện năng lực của mình trong công việc và đó là điều mà với bạn tuổi giàu trong đời đã lâu, bạn đừng có để cho mình bị cản bước bởi sự do dự, thiếu đi sự quyết đoán. Bạn cần phải mạnh dạn hơn chút nữa và bạn sẽ có được những gì mà mình mong muốn nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi giàu, đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay đang có được những dấu hiệu, tín hiệu đáng mừng. Đối với những bạn đang còn độc thân, hãy mở lòng mình hơn và đón nhận hạnh phúc mới. Đừng có nhốt mình mãi trong quá khứ. Bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Vì thế, hãy cho phép mình có thêm cơ hội nữa nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, hôm nay thích hợp để cho bạn bàn chuyện làm ăn, kinh doanh, buôn bán, ký kết hợp đồng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tạo dựng được uy tín ở trong lòng mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ có được cơ hội thể hiện năng lực của bản thân mình trong công việc. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, mạnh dạn hơn chút nữa, bạn sẽ có được những gì mà mình mong muốn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim con đường tình duyên đang có được những dấu hiệu đáng mừng. Và đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 24, số 68, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Từ vi tuổi tốt thứ sáu ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tốt đó cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi điều này sẽ gây ra không ít sóng gió trong mối quan hệ về tình cảm của bạn trong ngày hôm nay có thể thời gian gần đây bạn đã quá bận rộn mà không đủ quan tâm tới người ấy cho nên khiến cho đối phương hay suy diện vớ vẩn và nếu như đúng như vậy thì bạn hãy tìm ra lý do để xử lý ngay lập tức đi bạn tuổi tuất nhé và trái ngược với những rối riêng trong chuyện tình cảm của bạn tuổi tuất ngày này thì bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh cái điều này sẽ giúp cho quân đường tài lộc của bạn trở nên rộng mở hơn với thu nhập của bạn tuổi tuất trong ngày này chủ yếu tới từ công việc phụ chứ không phải là công việc chính tuy nhiên việc làm tay trái có thể khiến cho nhiều khi bạn quá mệt mỏi nhưng bù lại thành quả thu về cũng không kém chút nào là niềm an ủi không nhỏ để cho bạn tiếp tục nỗ lực hơn nữa nhé Xem tử vi cũng chỉ ra rằng hôm nay là ngày mùng 2 tháng 2 năm nhâm dần với bạn tuổi tuất đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi và trong ngày này nếu như bạn tuổi tuất có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng tây nam và tài thần hướng chính đồng. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, mối quan hệ tình cảm gặp không ít sóng gió. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, đôi lứa thiếu đi sự quan tâm, dẫn đến những suy nghĩ vớ vẩn. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, con đường tài lộc của bạn được rộng mở, thu nhập chủ yếu tới như từ những công việc phụ. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim mệt mỏi vì phải kiêm nhiệm nhiều công việc nhưng thành quả thu lại là hoàn toàn xứng đáng tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy tránh tác động lên vị trí thai thần trong ngày hôm nay Vậy đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 85, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi hỏi thứ sáu ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi hỏi ạ cho chúng ta thấy là bà tuổi hỏi đang gặp được ngày có thiên ấn trợ mệnh cái điều này sẽ giúp cho bạn khá nhiều trong công việc ngày hôm nay nhất là khi thời gian này với bạn có rất nhiều khó khăn và thách thức không ngừng ập đến bản mệnh tuổi hỏi có sự kiên định và quyết tâm cao độ, không để cho mình bị gục ngã mà vẫn cố gắng hết sức để vượt qua trở ngại và đạt đến mục tiêu mà mình đã đặt ra nữa nhé. Và ngày này với bà tuổi hỏi, nếu như có thể, bạn hãy phát huy nhiều hơn nữa năng lực của bản thân mình cho các việc khác nhau vì bạn còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai phá. Bạn đừng có tự giới hạn bản thân mình bởi tính khuôn mẫu đã định ra từ trước đó, bạn có thể sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt tới với mình nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi hỏi lại đang gặp ngày có ngủ hành, xung khắc. Điều này khiến cho mối quan hệ tình cảm của bạn có phần kiếm sắc, đôi lứa thường xuyên tranh cãi kịch liệt vì chỉ để khẳng định bảo vệ quan điểm của riêng mình. Tổn thương khiến cho cả hai người đều không muốn hàn gắn, nguy cơ tan vỡ đã đến rất gần nếu như bạn không kịp thời sửa chữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi hỏi trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi ất Hợi thuộc mệnh hỏa được sự trợ giúp khi đối mặt với những khó khăn và thách thức, tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ có được sự kiên định và quyết tâm cao độ, không để cho mình gục ngã. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc cố gắng hết sức để vượt qua trở ngại và đạt tới mục tiêu đã định. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim nên phát huy nhiều hơn nữa năng lực của bản thân mình. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy mối quan hệ tình cảm kiếm sắc đôi lứa thường xuyên tranh cãi. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 73, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu điên, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi máu, tuổi mùi, tuổi tí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại